Dạ vâng, tiến sĩ bác sĩ Dương Xuân Nhương đang được nghe câu hỏi quý vị đấy ạ. Dạ vâng ạ. Em chào bác sĩ ạ. Vâng. Bác sĩ ơi, tôi có một bé 34 tháng tuổi, 60 còi ạ. 34 tháng là được có 90cm nặng 11 cân. Vâng. Thì tôi có đưa cháu đi khám bác sĩ thì thấy bác sĩ nói là bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Vâng. Thì thực ra cháu cũng rất là lười ăn ạ. Sữa, cơm, cháo thì là cũng lười ăn hết, tôi không chịu ăn. Thì thiếu vi chất thì bác sĩ có kê đơn cho kẽm với vitamin để uống, nhưng mà tôi thấy nó cũng không có cải thiện gì nhiều. Thì qua chương trình tôi muốn hỏi là cái kê glucose này thì có bổ sung chất dinh dưỡng cho bé được không? Và cái này thì đã có nghiên cứu hay chứng minh gì để tác dụng chưa ạ? Vâng, cảm ơn chị. Đúng là cháu suy dinh dưỡng. Và của chị biết rằng như vậy là vi chất dinh dưỡng thì có rất nhiều chất trong đó chứ không phải đơn thuần mình kẽm và vitamin. Thế còn với Pepugol thì thế nào? Pepugol ngoài cái bổ sung vi chất dinh dưỡng và các cái vitamin thì ở đây như vậy là có vitamin B5, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1. Các cái kim loại như magie, kẽm và ngoài ra nó bổ sung ở đây bổ sung cả chất xơ. Đó là inulin, fructooligosaccharide. Đặc biệt nữa, nó có tới 8 tỷ lợi khuẩn là Bacillus subtilis. Và cái thảo dược có cao bạch trợt, hoài sơn và sơn tra với cái liều lượng khá cao trong cái chế phẩm một gói của gói cố. Thế thì hy vọng như vậy là nó sẽ có đủ các cái chất như chị mong muốn. Và nhà sản xuất thì ra là cái này là đã qua thử nghiệm, qua nghiên cứu rất nhiều. Và tất nhiên tôi phải nhắc chị đây là thực phẩm chức năng, cốm bổ dưỡng chức năng, chưa phải là thuốc, nên không có tác dụng thay thế thuốc, để cho chị lưu ý. Nhưng hy vọng là chị thử cho, chị cho cháu uống sẽ bổ sung đủ những cái chất cháu cần. Chúc mẹ con chị thành công. Dạ vâng ạ. Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi thêm là với bé nhà cháu như thế thì nên dùng cái liều như thế nào ạ? À vâng, cháu từ với nhà sản xuất khuyến cáo trẻ từ 1 đến 6 tuổi thì dùng cho cháu 2 gói một ngày, chia làm 2 lần sau mỗi bữa ăn chị ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Vâng, vâng, cảm ơn chị. Cô đem cho con đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện cho chương trình ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị.